Ôi, những cá lóc bự chết bèo rồi, trời ơi. Rồi, trước khi vào video mới thì cho Hiệp xin phép được giới thiệu với kênh mới của Hiệp nha. Đây là kênh Hiệp Gà Vlog. Thì do mấy cái kênh cũ của Hiệp đó, nó mất đề xuất nên nó không có view cả nhà. Nên mình mới tạo cái kênh mới này để đăng lên, mong là sẽ có đề xuất, có view lại nha cả nhà. Thì cả nhà ai mà yêu quý và ủng hộ Hiệp đó, thì xin cho Hiệp một đăng ký kênh nha. Và Hiệp sẽ đăng những cái video qua bên kênh này thường xuyên nha nhà, để cho cả nhà xem, đồng hành hai kênh luôn. Thì cái video mới Hiệp mới đăng là quá khủng khiếp, 7 cá wow quái vật rồi nè cả nhà. Hiệp Gà Vlog, cả nhà tìm cái kênh không ra thì cả nhà cứ tìm cái tên video này là ra nghe cả nhà. Thì đường link kênh Hiệp Gà Vlog này Hiệp sẽ để dưới phần comment và trong phần mô tả video của Hiệp nha, của video này nha cả nhà. Hiệp xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước đang xem clip của Hiệp nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng tốt lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì nãy giờ Hiệp có đi nhổ gần câu cá lóc á nha, câu cá chê, gần câu, nói chung là mà Hiệp cấm câu cá bằng mồi trùng á, nó dính con gì dính nha, nó dính nè, nó giờ được 3-4 con cá chê vậy nha. Mình thăm xong luôn rồi nè, cuốn xong mình dòm quay lại mình đổ 12 cửa ngục cả nhà. Thì clip này mình làm riêng nha, đây cái thao của mình nè. Trong đây thì mình đựng 3-4 cái chê rồi, không biết sao tình hình sao đây, nó có đủ để mình đựng cá lóc không, biết hôm nay cá lóc sao, hôm qua mình chạy đâu 6-7 con cá lóc cả nhà ơi, quá sướng luôn. Bữa trước nữa mình dính cá lóc cả ký lô nha, trời ơi nó đã. Cái này hôm qua nó không có dính cá lóc cả nhà, dính cá nhỏ cá trắng thôi. Ui còn gì đánh móng dữ vậy, để Hiệp xuống Hiệp dở lên coi hôm nay có dính không nghe nha. Hôm nay dẫn ở đây 3 cái, ở dưới kia 1 cái nữa, xuống luôn nhà. Dính không đây, không biết cái gốc của nó làm sao đây, mình quay mình không có canh được, mong là gốc nó thấy nha, khui hàng luôn. Tối nói chung là mấy cái này tối mình đi cắm câu, chiều đi cắm câu cá nha, mình thấy nó ngập lúc trơn. Cái chai thì nó ló lên được một chút đó, không biết sao, có con nào nó lên thở được không đây. Giờ dở lên nha, mấy trường hợp này hồi hộp lắm nè. Con gì đây, con gì kịch kịch rồi đó. Có cá lóc không? Ôi ui, con cái gì vậy? Ôi cá lóc cả nhà ơi, có cá lóc, cá lóc lụm kèo cả nhà ơi, có cá lóc rồi kìa. À, được con cá lóc cẩn đó. Vô đây cá lóc nha nhà. Cũng được, thả mà vô. Được mấy cá rô nữa nha. Cá rô ngon ngon không không? À, rô ngon ngon không? Ú nù. Chở ở đây lên lỡ có là sao nha. Nhằm khi có nó chưa lên đó. Rõ ràng một con cá lóc nữa nha. Mới nói cái bụp. Cá lóc nó chưa có lên tới. Đầu này đừng con cá lóc nữa nha. Bắt cá lóc trước đi, tính gì tính. Đổ ra luôn đi, chắc nó không nhảy đâu. Nhảy nha. Đó, cá lóc này ăn cũng được rồi. Không đến đổi. Thả mà vô luôn. Cái này hai cá lóc, hôm qua không chạy cá lóc, bữa nay chạy cá lóc là thấy cũng có lý à. Tiếp cả nhà ơi, cái này hôm qua chạy cũng được đâu, được hai con cá lóc nữa nha. Biết sáng nay sao đây, hôm qua mình thấy nó ngập, mình tính sửa lại mà nghĩ lại sửa lại sáng nó khô cũng vậy à. Kệ để gì đi, còn ăn con nào sống thì ăn, chết thôi. Cùi hàng ơi, rồi im ghe ơi, đầu này im ghe ơi, bà con cô bác ơi, mong là đầu kia chạy nha, chứ đầu này im ghê rồi. Dở lên cạch 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 đâu, ủng hả trời ăn. Rồi, sâu quá cả nhà. Rồi, không nghe gì luôn. Còn gôn cái chốt. Ôi, cũng đựng con cả nhà. Nè, cũng đựng con cá lóc luôn.
không đến nỗi tệ nha. Cái này nó mấy cái này nó bị lủng dữ lắm ở nhà nên chạy cá nhỏ thì chắc ít, cá bự mà nó còn ra được. Chung là đặt cá này hên xui bữa trúng bữa sắt nha nha. Không thể nào đòi hỏi ngày nào cũng 3-4 con. Nãy giờ mình đổ cá này tới thứ hai rồi, được 3 cá lóc rồi đó nha. Đâu rồi, cá lóc rồi nè. Cá lóc coi bay lớn bay lớn không nha. Nãy giờ 3 con đều gan bay lớn luôn. Bỏ mày vô luôn đi. Cái cuối cùng nha nha. Cuối cùng đây rồi, xuống dưới kinh gần nhà mình cái nữa. Kinh gần nhà mình hôm qua đụng 2 cá lóc đó nha, chứ không hết. Ngon lành. Không biết bữa nay sao. Còn cái này thì hôm qua cũng 3 con cá lóc nè. 3 con cá lóc nhưng mà mình thả anh con nè. Ui hàng ơi. Ôi ui. Ôi ui. Luôn cá lóc bự chích queo rồi nha. Ui. Ui kìa trời ơi trời. Nè ui. Kìa. Ôi ui uổng quá nha ui. Mấy cái này nó ngập. Uổng quá. Vô khủng. Cá này vô khủng ở nhà ơi. Cá lóc khủng. Ngon lành cành đào rồi nhà ơi. Ủa. Ông nội mẹ ơi. Cá này chết hôm qua rồi, vô hôm qua rồi. Con này có hơn nửa ký lô luôn á. Tầm nửa ký đổ lên nữa nha. Quá đã nha ơi. Cá này chết rồi. Uổng quá. Phải còn sống. Nấu canh chua là hết bài. Ôi, lần nào mình cũng xém quên để này vô hoài, quên để này vô hoài luôn. Dở dại đặng ơi, đặng đầu đặng. Mong sẽ có hàng nữa nghe nha. Biết đâu cá đó nó còn nằm đây sao. Ủa, có cái gì vậy đó, trâu cái chốt kìa. Ồ, đầu này không có cá lóc rồi nha, cái chốt không à. Cái chốt này nguy hiểm lắm nha ơi. Nó lụm một phát, một là như là lên dĩa. Nhất cái tới nách luôn. Rồi, tiếp tục nha ơi. Cái cuối cùng, cúng củi đây nè. Hôm qua ở đây được 2 cá lóc nè, không biết bữa nay được con nào không đây. Biết được con nào không? Ơi. Phải không ta? Mới thấy bực lứ không biết. Cỡ này ra đi, tính gì tính. Ui. Trời ơi, cá lóc kiến rồi nhà ơi. Cá lóc kiến không. Kìa. Trở dài xuống đây coi có con nào không. Giỡn cá lóc kiến không. Ôi, vô cá lóc bự nhà ơi. Chích queo rồi. Ôi, uổng vậy. Phình bụng luôn rồi. Quá uổng. Ôi chết, cá lóc luôn rồi nha. Đầu này cá lóc kính. Một nồi. Đầu đằng mình nhắn chìm xuống không à. Ôi, cá quẩn.
Cá này là khô luôn rồi. Cá này chết hôm qua, vô hôm qua chết luôn rồi. Cá này mặn khô. Rồi. Tình hình hôm nay là cá lóc vô cá lóc bự mà chết queo quá nha ơi, thúi rồi. Con cá này thì nó thúi. Cá này thì thúi, còn cá này thì mới chết cũng ăn được. Còn cá này thì sẽ khô thôi chứ thúi rồi, chết tối rồi. Sáng tao chịu qua luôn. Đây. Chứ mình được một con cá lóc cứng nè. Hai con cá lóc cứng. Ba con cá lóc. Ba con cá lóc cứng. Ba con ngay nha. Đây. Ba con với hai con này là năm con. Năm con cá lóc. Chứ mớ cá lục kiến, cá vô phi, cá sặc đồ nè, cá chốt nữa, lụm chân á. Đó. Được nhiều nữa nha. Rồi để Hiệp bắt Hiệp bỏ mấy con cá lóc này vô. Rồi hẹn cả nhà những clip lần sau mình đổ lú nữa nha. Nói chung là chỗ đó là cá lóc nhiều quá nha, chạy hoài luôn, có cá lóc chạy hoài, ngon lành cành đào quá nha. Chừng nào mình hết chạy mình mới về chỗ khác nha nha. Còn không là mình phải đầu tư thêm nữa mấy cái đường kinh đó nữa. Đa số đường kinh cá nào cũng chạy cá lóc hết nha. Trúng mánh. Rồi thì video hôm đến đây cũng kết thúc nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn. Bye bye cả nhà.